Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì Vina Game đã chính thức ra mắt cho chúng ta tựa game Tân Tiếu Ngạo VNG. Hiện tại thì game tính đến thời điểm này là lúc 6 giờ chiều là game đã mở được 2 server. Mình không rõ là buổi tối nay thì game nó sẽ có mở tiếp hay không. Ở trong cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cái nâng cái thuộc tính tu luyện ở trong bang hội. Đâu nhỉ? Đây, phần thư viện bang này. Đây, chính là phần này. Thì rất nhiều anh em thắc mắc là các cái phái thì chúng ta sẽ nâng nên tập trung vào những cái gì, nâng những cái gì ở trong này thì mình sẽ nói cho anh em. Đầu tiên thì chúng ta đến với phái Hàng Sơn trước đi. Đây là một phái mình nghĩ là khá là đông người chơi, khi mà vừa có búp máu lại vừa được dễ vào nhóm ở trong phụ bản, cũng như là đánh nhau thì cũng rất là khỏe. Nên là đây là một phái mà cực kỳ là được nhiều các bạn lựa chọn. Thì chúng ta nên cộng những cái điểm gì ở trong cái tu luyện này? Đầu tiên thì các bạn cộng cho mình cái crit này này, cái chí mạng này. Tại sao lại cộng chí mạng? Thứ nhất là để cho tăng cái sát thương, gấp đôi cái sát thương của các bạn lên khi mà các bạn đánh. Thứ hai là cái crit này, cái này gọi là bạo kích cho tiếng Việt cho anh em dễ hiểu nhá. Cái bạo kích này thì nó sẽ có được cái hiệu ứng tăng máu trong cái búp máu của Hàng Sơn. Đây là một cái chỉ số mình nghĩ là quan trọng nhất mà anh em cần phải tăng cho phái Hàng Sơn. Tiếp đến là anh em có thể chọn giữa tấn công và phòng thủ. Hai cái này thì nó hơi khác nhau một chút. Nếu mà anh em thiên về PvP ấy, mình vẫn ưu tiên chọn tấn công hơn. Nghĩa là nếu mà anh em thiên về đánh nhau giữa người chơi với người chơi, mình vẫn ưu tiên chọn tấn công hơn. Còn nếu anh em thiên về đi các cái phó bản, đi PvE đấy, đi các cái phụ bản hay là hỗ trợ đồng đội, thì mình sẽ chọn là cái phòng thủ này. Và cái cuối cùng mà mình chọn ở đây đó chính là phần, để mình xem nào, kháng bạo phá phòng. Cái cuối cùng ở đây thì mình chọn lấy đỡ đòn này này, hoặc là cái máu này, thì anh em có thể tùy anh em lựa chọn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái chí mạng và cái tấn công. Đó là hai cái mình ưu tiên hàng đầu cho phái Hằng Sơn. Tiếp đến chúng ta đến với cả môn phái Nhật Nguyệt đi. Phái Nhật Nguyệt thì có một cái ưu điểm, đó là cái sát thương cực kỳ lớn. Mà cái sát thương nó hơi khác với cả những cái phái khác như kiểu Võ Đang hay là Hoa Sơn Khí Tông. Thì cái Nhật Nguyệt này, nó cái sát thương của nó là cái sát thương ngay lập tức. Nghĩa là với cái tốc độ rất là nhanh. Nên là cái ưu tiên hàng đầu cho Nhật Nguyệt cũng vẫn là bạo kích. Thứ hai đó là tấn công. Đương nhiên rồi, muốn tấn công cao và sát thương mạnh, sát thương nhanh thì anh em cần phải chọn tấn công cho mình. Cái thứ ba là anh em chọn cho mình cái đây, cái này, cái đâu nhỉ, cái phá vỡ phòng thủ ấy. Đây, ở đâu, quái. Đây, cái phá phòng này này. Cái phá phòng này thì nó sẽ bỏ qua đến đâu là tầm khoảng 80% phòng thủ của đối phương. Thì anh em chọn cho mình cái phá phòng này nhé. Với Nhật Nguyệt thì với ba cái mà mình vừa lựa chọn cho anh em, khiến thì sẽ cho anh em cái cách mà PK ở trong Hoa Sơn Luận Kiếm, cũng như là đặc biệt là những cuộc đấu 1v1, bất kể là trong Hoa Sơn Luận Kiếm hay là đấu ở bên ngoài, thì sẽ khiến cho anh em có lợi thế vô cùng. Đó là phái Nhật Nguyệt. Với phái Hoa Sơn thì thực ra mình thấy Hoa Sơn với Nhật Nguyệt nó cũng không khác nhau nhiều, đặc biệt là Hoa Sơn Kiếm Tông. Nên là cái ưu tiên về chí mạng crit này, với cái phá bỏ phòng thủ này và cái tấn công, vẫn là ba cái ưu tiên hàng đầu dành cho Hoa Sơn Kiếm Tông. Thế còn Hoa Sơn Khí Tông thì anh em có thể đánh theo cái kiểu lai dai hơn.
thì đánh theo kiểu lai dai hơn thì anh em có thể chọn những cái mang cái tính nó hơi phòng thủ hơn một chút, ví dụ như là né tránh. Máu thì mình nghĩ là hoa sơn có lẽ cũng không cần thiết phải tăng. Tất nhiên sau này thì anh em có thì anh em tăng 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 theo kiểu tăng đều cũng được, nhưng mà mình tập trung vào những cái mà mình ưu tiên thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn. Đó, thì anh em có thể chọn né tránh cho hoa sơn khí tông. Cái phần chính xác này này với hoa sơn mình nghĩ cũng khá là quan trọng, nên anh em cân nhắc giữa hai cái chính xác và né tránh này nhá. Thì mình xem là cái số điểm của mình nó như thế nào để mình cân nhắc giữa hai cái này để mình chọn. Thế còn cái tấn công này, cái chí mạng và cái phá vỡ phòng thủ là ba cái ưu tiên hàng đầu dành cho hoa sơn rồi. Chúng ta đến với cả môn phái tiếp theo, đó là môn phái Thiếu Lâm. Thiếu Lâm thì mình sẽ thiên về những cái về phòng thủ hơn. Chúng ta sẽ cố gắng là kéo dài trận đấu, do là Thiếu Lâm có cái lượng máu cũng như là lượng thủ rất là mạnh, nên là đồng thời là có cái hạ khống chế rất là cao nữa, nên là kéo dài trận đấu thì mình nghĩ nó sẽ có lợi hơn cho Thiếu Lâm. Chúng ta có thể chọn những cái ví dụ như là đỡ đòn này này, xem là sinh lực về Thiếu Lâm, và cái phái cuối cùng là Võ Đang. Về Thiếu Lâm với Võ Đang là hai cái phái mà mình ít nghiên cứu hơn, nên là mình không không có dám chắc chắn được cho mọi người như các cái phái kia. Nhưng mà đây là mình sẽ cũng sẽ vẫn sẽ lựa chọn cho anh em, bởi vì cái clip này là mình đã làm cho các phái kia rồi thì mình cũng làm luôn cho Thiếu Lâm và Võ Đang. Nhưng mà anh em cứ xem là cái Thiếu Lâm và Võ Đang của mình nó có hợp lý không thì anh em làm theo. Thứ nhất là đỡ đòn dành cho Thiếu Lâm. Lượng máu này anh em cũng có thể cân nhắc. Phòng thủ. Đại loại là mình thiên về những cái thiên về thủ hơn. Mình nghĩ là né tránh thì có lẽ sẽ ít quan trọng hơn là những cái kia. À, cái kháng bạo này cũng cực kỳ quan trọng dành cho Thiếu Lâm này. Cái kháng bạo này cũng rất quan trọng. Đó, những thì anh em thiên về những cái phòng thủ hơn. Trước khi là anh em đến với cái tấn công. Thế còn cái phần tấn công của Thiếu Lâm thì mình cũng vẫn ưu tiên cái bạo kích nhất. Anh em để ý thấy là tất cả các phái thì mình đều ưu tiên bạo kích là hàng đầu, cái chí mạng là hàng đầu, nên là anh em tập trung, tất cả các phái anh em đều tập trung tăng cái chí mạng này cho mình. Thế còn về Thiếu Lâm thì chúng ta tập trung tăng các cái phần phòng thủ khác. Cuối cùng thì chúng ta đến với phái Võ Đang. Võ Đang thì cũng như các phái khác, mình vẫn chọn ưu chí mạng là hàng đầu. Tiếp đó là tấn công. Vì phái đa Võ Đang thì nó cũng là một phái sát thương cực kỳ cao. So với cả Hoa Sơn với cả Nhật Nguyệt thì sát thương của nó cũng cao ghê gớm. Nó lại còn có khả năng là đánh xa nữa. Nên là chí mạng, tấn công và phá vỡ phòng thủ cũng vẫn là ưu tiên hàng đầu cho Võ Đang anh em nhé. Ngoài ra thì với Võ Đang về bên phần phòng thủ thì mình ưu tiên cái phần hủy cái này đã. Ưu tiên cái phần né tránh. Cái né tránh này thì bản thân là chúng ta phải chơi một thời gian nữa thì mình mới thấy được cái game này cái né tránh nó có ảo hay không. Vì có nhiều nhiều tựa game là cái né tránh với cái chính xác nó ảo lắm. Nên là chúng ta cứ tập trung vào tăng những cái mà nó chắc chắn trước. Ví dụ như là phòng thủ này, phá phòng thủ này, kháng bạo này, bạo kích này, đó là những cái mà nó chắc chắn là nó sẽ xảy ra thì anh em tập trung là tăng cái đấy. Còn riêng cái chính xác với cái né tránh này chúng ta đợi một thời gian xem cái game này nó có bị ảo như là một số cái game khác không. Đôi lúc điểm chính xác cao mà đánh vẫn trượt, mà đôi lúc là điểm né tránh cao mà vẫn bị đánh trúng. Đó, đó là toàn bộ cái phần thông tin mà mình gửi đến về cho anh em về cái cách tăng điểm tu luyện của tất cả các cái môn phái ở trong cái tựa game này. Ok, thì anh em mà còn thắc mắc gì thì ở ở trong kênh của mình, anh em có thể vào trong phần danh sách phát Tân Tiếu Ngạo VNG. Thì anh em có thể xem tất cả các cái clip về hướng dẫn tăng lực chiến, hướng dẫn tân thủ rồi chọn phái rồi các kiểu ở trong đấy. Thì khoảng mấy chục cái clip đấy thì anh em có thể xem. Rồi có thắc mắc gì thì anh em cứ comment ở bên dưới cho mình.
Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tới. Mình thì mình cũng mới vào đây chơi thôi, mới đi làm về thì vào đây chơi mới lên được cấp 33. Chưa thấy là server nó mở server 3 nên thôi vào luôn server 2. Thì thấy một cái bang thì chọn bừa một cái bang nào đấy, mình thấy có hai bang ghi là một bang là ghi là cái gì? Không cần cày cuốc là mình khoái rồi, mình ấn vào nhưng mà đợi mãi chả thấy ông bang chủ xét duyệt đâu cả. Thấy có một cái bang thứ hai ghi là nơi yên bình chốn võ lâm, ok thế là được, tại vì mình cũng không có điều kiện cũng là thời gian mà cày cuốc quá nhiều nên là mình chọn những cái phá cái bang như vậy có lẽ nó hợp với mình hơn, và mình đã vào cái bang mà nơi yên bình chốn võ lâm này. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những clip tới nhá. Cảm ơn tất cả các anh em.